Xin chào tất cả anh em, như tất cả mọi người, cô chú bác chị Dương, lớn tuổi nhỏ tôi gần xa. Đây hôm nay đến với bạn tất cả mọi người một cái video này, một video mà tính chất cực kỳ nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và cực kỳ kịch tính. Đây là như các bạn biết rồi, về tóc thì mình up rất là nhiều rồi. Thì hôm nay clip này đặc biệt không có nói gì về tóc hết, chỉ nói về duy nhất một cái kéo thôi, cách giấu kéo. Đây như thế này. Thì các bạn biết phần lớn ông dùng như thế này đây, nhưng mà thôi cái này không chơi. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái cách giấu kéo là mất kéo luôn, giấu ngang gì mất luôn. Và trước khi mà vào cái vấn đề đó thì em xin có một cái số tâm sự với mọi người sau một cái ngày làm việc vất vả nó như thế này. Đây như các bạn biết rồi. Chúng ta làm việc này thì ngày 24 tiếng hồ chúng ta làm hết 8 tiếng, 7 tiếng hay là 12 tiếng, thậm chí có hơn. Nói chung là ai sinh ra giống rồi lớn lên cũng phải làm việc á, mới có cuộc sống. Thì sau khi làm việc chúng ta làm cái gì? Chúng ta phải cần phải là stress, tìm một thú vui nào đó, gọi là một cái sở thích, một cái niềm vui mà mỗi người có một cái niềm vui khác nhau. Cũng như với về nữ á, thì các bạn biết là nữ giới hiện tại giờ thích những cái món tim, đặc biệt là tuổi tim đấy. Bánh tráng trộn, khoai tây chiên, không biết mà không biết nhiều, trà sữa trân châu. Trà sữa trân châu là gì? Là trà sữa nó để trân châu, mà biết nó có trân châu nữa hay nó có ngọc châu không biết, nhưng mà nó sở thích của người ta. Cười gì nó không cười, liếm nào không cười, lúc nào cười ha. Đó là mình nói gì rồi đấy. Còn nam như chúng ta rất là ngộ lắm, sau khi làm việc thì vào buổi tối hay là những trời mát mẻ đó nhậu. Nhậu là gì? Nhậu là mình cầm ly bia ly rượu lên để nhậu, mình đưa những cái độc tố vào người mình, đó là vui. Ok, là nhậu là sao? Là ở bên này nực quá thôi không làm gì nhậu, vào mưa không nhậu, nghỉ không làm, mưa khách đâu làm, buồn quá thất tình buồn quá nhậu. Bữa nay đến đèn chúng số vui nhậu, người yêu bỏ nhậu, ông mới quen g này hot g nhậu, mới sắm xe mới nhậu, mới mất xe buồn nhậu, mới mở shop tóc được làm chủ nhậu, bạn bè lâu ngày gặp lỡ cốt phen phẻ không nhậu. Nói chung là nam có muôn vàn lý do để nhậu, và đó là sở thích của hầu hết là hơn 90% thì nam giới về vấn đề ăn mừng, cũng như là nói chung là xả stress. Mẹ bà nói tiếng Anh không rành nó bài đặt stress, nói điên không, nói tiếng Anh không rành nó gì nè, xả stress. Đó, bạn biết đó là mình nói về vấn đề mà về vấn đề cũng là liên quan đến stress đó. Thì về những cái món ăn, thức ăn đồ uống hay gì gì đó. Rồi mỗi người sở thích đây. Và đặc biệt đây là sắp vào vấn đề chính rồi, các bạn nói là sắp rồi thấy chưa. Trước khi vào vấn đề chính mình sẽ nói thêm một cái này. Cái này rất là hay. Các bạn clip này nó cũng không có nhiều đâu. Là gì là cái gì? Đó là âm nhạc. Âm nhạc là cái gì? Âm nhạc là người ta nói chung âm nhạc gồm tất cả các thể loại nhạc, từ ca cổ, cải lương, trữ tình, hip hop, rap, ca trù, ca rủa, ca rỉ, rất tùm lum tà la, nhưng nó đâu biết. Rất là nhiều. DJ âm sai không? Âm lớn DJ nè, non stop hay là EDM hay là G house. Bất cứ cái gì vậy? Đó, nói chung là âm là nó là âm nhạc. Âm nhạc mình nói âm chuẩn, âm nhạc nó không cười được, không cười. Trước tiên thì về cái thể loại nhạc trữ tình, các bạn nhạc trữ tình thì mình nghĩ là từ nhỏ tuổi đến lớn tuổi, từ bé đến già, cho đến từ trung niên đến thiếu niên, hay là cho tất cả mọi người, từ nam đến nữ, từ thời gian
giờ trên thương nhân thứ hai thứ ba gì đó, nói chung là tất cả mọi người đều thích âm nhạc, có cái sở thích chung. Nó có nhiều rất là nhiều cái thể loại, cũng như là ca cổ. À, ca cổ là gì? Mình sẽ thí dụ đại khái vài cái thể loại ca cổ là mình cổ mình đi ca. Tại vì sao? Tại vì các bạn biết nhiều cái bản tân cổ giao duyên nó rất là dài, mà những nghệ danh, những nghệ sĩ người ta hát rất là hay, rất là chuẩn luôn, mà cái hơi người ta rất là cao. Xin lỗi đó, cao bằng mình không? Nó nhỏ thôi, nói mấy cô mấy chủ nghe đánh chết. Mình sẽ thí dụ về dòng ca cổ như thế này. Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên dàm kinh ngã bay. Sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chàng? Cửa giường xưa cô đã khóa kính từ hôm nào. Tôi dắt đôi chiếc bông từ dưới ghe lên sớm rầy. Chiếc áo nhuộm bụng đã lấm tấm giọt mồ hôi mồ kê. Nhạc à, mình đâu có nhiều đâu. Đó, đó là thể loại ca cổ của Bắc, của ông Úc Kiều. Ông nghe rất nổi tiếng mà thời 80 mình từng nghe rất là nhiều. Rất là mùi mẫn. Mà bên cạnh ca cổ đó là cái gì? Là trữ tình. Trữ tình là sao? Là mình sẽ ca nó có tình cảm, nó trữ lên, nó trữ. Không biết như nói gì, nói chung là nó trữ tình. Trữ tình là gì? Là như thế này, nó trầm bẩm lắng nhẹ nhàng, nó phiêu lãng theo thời gian. Phiêu lãng nhưng từng nhịp hát từng con tim. Mà nói chung mình hát là thí dụ thôi, chứ mình không biết hát hồi đâu. Mình hát rất là dở. Buông vào hôn không tên, thức giấc nửa đêm nói chuyện xưa vào lòng. Làm xét mưa qua sóng len vào hôn, làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi. Để lần sau đi, chứ giờ quên rồi. Nhớ có nhiều đó quên rồi. Đó là trữ tình, các bạn biết nó trầm bổng, nó nhẹ nhàng, nó sâu rồi. Bên cạnh cái dòng mà ca cổ với trữ tình đó thì là cái dòng mà nhạc trẻ sôi động. Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng mình em, dù đời thay đổi nhưng trái tim anh nguyện chung tình. Nó cho cái không lớn tuổi chúng ta không nổi cao quá. Đó là nhạc trẻ. Nhạc trẻ là gì? Nhạc trẻ là dành riêng cho giới trẻ. Nó dành riêng chứ không phải là ai qua được mà. Nít 50 tuổi cả cũng được mà, 60 tuổi thích cả. Nó nhạc trẻ thì ba thể loại đó các bạn. Bên cạnh nó cũng còn những cái bài rap hip hop. Rap hip hop mình dùng chung lên cái đi. Là gì? Là bắt thang. Bắt thang lên hỏi cái ông ca, móc tiền cho gái có đòi được không? Không đâu. Ông trời ông báo cái răng no. Ông học là có tiếng Anh. Lấy tiền cho gái gú lấy tiền cho gái. Ta còn bị gạt cũng chi làm mày. Đó là rap. Rap hip hop dùng chung là cái là mình rap. Nhưng mà bây giờ các bạn biết sân khấu lên rồi, giờ là không biết ai hát, ai ca, ai nhảy chứ. Ồ nó nhảy lộn sao bằng 1-20 nam nữ nhô rồi, không biết. Nhưng mà nó cũng hay, nó cũng có cái hay. Bên cạnh cái rap đó thì nó vẫn còn một cái thể loại đó là rất là hip, chỉ rất là hot hiện nay. Đó là dòng gì? Hip là đó, cái miệng mình hip. Chứ mình không biết đó là gì, biết nghe nhạc thôi. Đêm hôm nay sao quá chơi vơi, đành lòng đau bước chân giá rời. Sao nhớ có nhiều trời. Tôi ơi buồn làm gì, tôi ơi bước đi đi, đừng hoài mong nữa, em ấy không yêu mình đâu mà. Đã cô phải dặn lòng, quên em chẳng an tâm, vì anh cảm thấy ai kia không yêu em thật lòng. Thôi lần sau đi, nó không yêu thật lòng thôi đi, nghĩ đi, chỉ là nhớ con nhiều đó. Đó là nhạc hit, thì mình thấy tại trên thấy trên màn hình nó để là những bài hit hot nhất, chỉ mình không biết nó là gì luôn. Ở bên cạnh đó là ca cổ nè, trữ tình nè. Ca cổ nè, trữ tình nè, tân cổ nè, nhạc trẻ nè, nhạc hit nè, là năm dòng rồi. Còn cái dòng đó là giả sử như là dòng cá trú. Nghe tên ra nặng ghê trời. Cá trù là gì? Là sao? Mình ghét ai mà cá trù phải không? Mình ghét đó phải không? Là gì nè? Hồng hồng tuyết tuyết
Bà nói vậy đừng lại nha, bà đừng dạy dột lại, đừng đứng gần nào là nó trù mình luôn đó. Nó nói, ý nó nói mày gì, mày trù tao hả? À, vậy là mày hay, mày trù tao. Thì lúc đó mình sẽ có những cuộc đánh nhau. À, tất nhiên mình đánh nhau thôi. Tất nhiên mình phải đánh nhau rồi. Tuy nhiên thế nào là mang lời ca trù ta, thì mình phải đánh nhau. Mà thời buổi giờ đánh nhau làm gì? Nhưng mà bắt buộc trong hoàn cảnh, tất nhiên mình phải đánh nhau thôi. Trong này mình phải đánh nhau. Đánh thôi, không cười. Đó là mình tóm lại âm nhạc là món ăn tinh thần không thể thiếu trong mỗi bất cứ một con người chúng ta. Từ dành nhé, nhỏ đến lớn, từ gì vậy đó. À, và sở thích mỗi người là có một cái dòng sở thích riêng ha, riêng mình cái dưỡng thích hết. À, biết nói gì? Đó, đó là vấn đề nói về âm nhạc. Đó, chung quy lại nãy giờ các bạn biết, giả sử mình làm việc sau những ngày mệt nhọc, mình ăn uống để nạp năng lượng và cơ thể, mình nghe nhạc để cho đầu óc minh mẫn sảng khoái sau những giây phút làm việc thật là mệt mỏi, hay là những cái gì nó đa đoan, nó đa nguyện vọng, nó đa cấp, hay là nó đa đa vậy đó, bánh đa vậy đó, cái gì đó. Chúng ta có mỗi một cái người thì có một sở thích khác nhau, và nói chung lại tóm lại đó vấn đề là có những cái nụ cười sau những ngày làm việc mình mặc mà mình gặp nó thì vòng vòng nó giờ có nhiều đó, nó không có được ra mình ghê. Đây bắt đầu vô vấn đề chính. Vấn đề chính là cái gì? Vấn đề chính là vấn đề dấu kéo. Đưa đi kéo ơi, kéo mà mới thì đâu rồi em, đem lên đẳng rồi đó. Kéo buộc kéo ngãi của người ta đang làm tự nhiên cái đem mất tiêu. Em mới để đây em lấy đi nè, cái kéo người ta làm đó. Đây vô cái vấn đề chính đây. Và cái clip này cái mục tiêu của nó, tại sao mình nói là các bạn xem hết clip này là tại vì đây là cái vấn đề chính. Vô bắt đầu đây, cái này là thực chất nha, mình chỉ chia sẻ giờ có cái phạm vi thôi, chỉ là trên mạng thôi chứ mình không chia sẻ rộng rãi được, chia sẻ trên mạng thôi và bất kỳ ai cũng có thể lên mạng được. Đây các bạn biết tình hình chung như thế này đấy. Đó, mình biết nhấp phần tay mà đó. Còn mình gì không mà, hai tay miễn sao đứt rồi rồi, cơ đứt rồi, đâu ai nói gì đâu. Người tình trạng chung bây giờ thì là dấu kéo này nha. Đâu, cái kỹ thuật dấu kéo là sao đâu, đây nè. Đó, trời ơi, cái gì, đó. Đó giờ mình đâu biết rồi. Nè, đó. Thôi nguy hiểm quá thôi không là. Mở giật. Nét đi. Lùi. Nó không chơi này cũ rồi, có gì đâu, đâu có gì gọi là đâu. Nhìn nè, nhìn kỹ tôi nè, xin lỗi gì nó chơi được nè, bây giờ nó có gì đâu. Bắt đầu nè, cái vấn đề chính là ở đây nè. Đấy, mình làm ra lần nữa các bạn xem ha. Thì tất cả nam nữ hiện tình trạng giống kéo là như thế này đây. Đây bá hoài đây đó, bắt đầu mình giấu một cái màu là mất kéo luôn. Mất kéo luôn nha. Mình xem kỹ nha. Đây. Hoàn toàn không có gì hết nha. Trên tay đây, đứng luôn. Nè, không có gì hết. Đây. Không có gì hết coi. Sao luôn có gì hết? Không ai hết. Đây là bức tường. Cái này làm như ế khách quá khủng quá vậy. Chưa ta dụng thuốc, các bạn thông cảm à. Đây không có gì hết. Đây. Còn mẹ bà không có một chuột nữa, toàn chuột lắc, chuột mẹ đi săn săn lên đầu quần dưới thiên hạ gì. Đây. Đấy, cái mặc áo thanh niên nghiêm túc và mặc áo không cổ thể hiện sự khiêu gợi. Đấy. Hồi hộp quá. Around, you gon' face a lid. Shoot from above, go
Đây thì các bạn đã xem tận mắt mình đã quay chậm các bạn xem luôn rồi đó, rất là nghiêm túc, giấu một cái kéo mất tiêu luôn, như là ảo thuật luôn, không thấy gì hết, không thấy một cái gì hết luôn luôn. À, đó là các bạn thấy đây nè, đó không mất tiêu hoàn toàn, thiếu ghế. Giờ mình mua kéo mới, cái bộ đây hết rồi. Nếu mà anh chị em cô chú bác nào thấy clip mà nó có ý nghĩa, không có ý nghĩa rồi, nó chỉ mang tính là vui chơi giải trí thôi. À, hy vọng sẽ đem lại cho những người mọi người những cái niềm vui gì đó, gọi là thì gọi là gì mình nói. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn có thể đăng ký kênh với mình, like và chia sẻ rộng rãi cho mọi người cùng xem. Hết clip đâu có gì đâu cười đâu. Thôi xin chào, hẹn gặp lại nha các bạn trong video tiếp theo. Chúc mọi người có những giây phút thư giãn thật là tuyệt vời bên gia đình và người thân.